Hello cả nhà, hôm nay là dịp mà kỷ niệm 10 năm thành lập Phương Bắc Phụ Kiện nha. Hồi sáng giờ là Phương bận rộn vô cùng luôn để chuẩn bị cho tất cả những cái phần quà cho quý đối tác cũng như là cho quý khách hàng và những cái doanh nghiệp. Đầu sáng giờ là rất là ở bên Phương rất là nhiều hoa nha, mọi người đến chúc mừng rất là nhiều và Phương cũng không quên cảm tạ mọi người bằng một cái phần quà Phương nghĩ là nó rất là giá trị nha. Đây là những cái phần mà gọi là chai xịt nano kháng khuẩn nha cả nhà, xịt nano bạc nè. Đó, đối với những cái bình thường á thì chúng ta trong cái mùa này thì chắc chắn là chúng ta phải thực hiện đúng cái quy tắc 5K đó, trong đó là cái việc mà chúng ta xịt mà gọi là đeo khẩu trang nè và chúng ta xịt kháng khuẩn này nọ thì nó là quan trọng nhất rồi đó nha. Còn bình thường á nếu như mà chúng ta hay dùng á là chúng ta sẽ dùng những cái loại mà gọi là xịt hay là gel kháng khuẩn, nhưng mà đối với Phương thì Phương nghĩ là cái chai này dù nó là gọi là rất là giá trị, rất là đắt nha, nhưng mà cái giá trị nó mang đến rất là cao luôn đó. Và đối với cái chai này á, mở ra dùm, có một cái mở ra dùm chị một chai nha. Đối với cái chai này thì chúng ta có thể là dùng để mà xịt lên mắt nè, lên mũi nè, lên miệng hoặc là lên tất cả những cái đồ vật của chúng ta để mà chúng ta xài nha trong cái mùa dịch này đó. Các nhà xem nè, cái này là nano bạc, hương này là hương hoa trà cực kỳ thơm luôn. Và như hồi sáng là Phương giới thiệu, ngoài cái công dụng mà khử khuẩn của nó đó thì nó sẽ có cái công dụng là gọi là khử mùi xe hơi, và nó có một cái bí mật rất là động trời luôn, đó là nó sẽ giúp cho mình gọi là chống say xe nha cả nhà. Khi mà mình lên xe, ai say xe cứ xịt hết, và nói chung là mình lên đó trên xe thì nó rất là thoáng, rất là thơm, và đặc biệt là chúng ta sẽ không bị say xe nữa đối với cái nano bạc như thế này. Và ngày hôm nay thì Phương mong rằng những cái phần quà của mình, những cái phần quà của Phương Bắc Phụ Kiện mang đến thì sẽ làm giúp ích được cho tất cả mọi người để mà bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình trong cái mùa dịch bệnh như thế này nha. Còn nói chung là dịch thì nó sẽ không chừa một ai nha cả nhà. Cả nhà cố gắng để mà mình bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân mình trong cái giai đoạn này nha. Cảm ơn cả nhà.